Chả chứ ba cái đồ quỷ này vượt chướng ngại vật là mình là và mình ngu luôn. Và hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Bugan đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi gấp lắc với một cái tựa game là Super Bomb Survival. Ok, thì mình vẫn chưa biết là cái game này nó chơi như thế nào và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Ok, thì để bắt đầu game thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình. Chúng ta có 5 giây để thực hiện hành động đó. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, mà các bạn đón xem video vô thôi. Ok, thì bây giờ là mình có mình là người đầu tiên luôn. Blast. Chúng ta có tận 50 giây. Cái vụ gì vậy? Cái này dắt đi dắt tới không? Đi em cái nữa. Next round. Cái độ nguy hiểm hả? Độ nguy hiểm sẽ không có nguy hiểm cho lắm. Các bạn có thể thấy là đây là những quả lựu đạn. Chúng ta có thể xem kỹ, học kỹ năng đồ các kiểu. Ok, kỹ năng thì chúng ta sẽ tốn tiền hoặc là vàng gì đó. Mà hiện tại thì mình đã có 2 skill rồi. Đó, skill 1 và Super Chum Equip. Skill 2 là Bomb. Ok, Super Chum và Bomb. Rồi, ở đây có cái pizza. Mình sẽ ăn pizza. Mình lại nhảy rất là cao các bạn. Ok, vô thôi. Hình như là mình chưa được vô. Chỉ có những người mà ấy thì mình mới được vô phải không ta? Jump to vote. À, cái này là nhảy để vote nè. À, cái này là cái gì ta? Khu những cây hoa anh đào. Còn này là khu mà bán pizza. Và đây là basic field. Thôi pizza đi các bạn. Ok, basic, pizza. Rồi, thì ở đây là một cái game có thể là chúng ta sẽ né. Ở đây là nó đang xây lại cái nơi mà để chúng ta chơi. Thì chúng ta sẽ phải né những cái quả bom mà rất là kinh khủng. Kinh thiên động địa, nhảy vô. Để mình thử lại nha. Ê, gì? To the end, into infinity. Mình nói lộn mà, to beyond and infinity. Ok, bây giờ mình sẽ chọi bom nhau hay là sao? Né hay là né bom? 2, 3. Ok. Chọi bom nhau, các bạn ơi. Làm sao mà để sống được đây? Ok, để mình tăng âm lượng. Ôi. Wow, cái cục gì nó đen thùi lùi, có cái bóng đen đen kìa. Ây dạ, để mình giảm âm thanh lại. Coi. Tự nhiên tôi nằm rồi. No. Mình sẽ đặt ở đây. Đó, lâu lâu mình có quyền mình chạy, mình đặt bom nữa. Ôi, nó có 7 nữa kìa. Mấy này có chơi đặt 7 nữa kìa. Thôi, ở trên đây là an toàn nhất. Rồi, sắp chết rồi, có người sắp chết rồi. Ôi, mình còn 100 máu. Ok, để mình ok. Mình chui xuống hầm luôn rồi. Không được cái cầu à. Ôi, quả bom kìa. Bây giờ mình không biết. Mình lượm được tiền. Mình không biết cái nào là an toàn nữa. Ơi, nó đánh lừa mình rồi. No. Ôi, quả bom kìa. Một thằng chết rồi. Cố lên. Ôi, thằng kia nó nhảy trên kia là để mình leo lên mình đặt bom nó để nó té. Hay là mình đặt bom đây ta? Ok. Đó, đúng rồi, nổ cho nó gớt cái cây đó đi. Đúng rồi, tí. Ở đây thèm thằng nữa. Ở đây mình không giết được nó. Ui. Trời ơi. No, chúng ta đã bị nhốt. Không được. Leo lên. Leo lên. Ồ, cái này là gì đây? Thôi, mình nhìn cái quả nào ở đây nó cũng như là cái lụ mìn hết đó. Ồ, cái gì vậy? Bom hẹn giờ. Đây là quả gì đây? Ôi trời ơi. Ôi, ở bển có miếng pizza. Doggy thích ăn pizza. Yeah, hồi lại máu. Yeah, mặc dù mình không mất máu. Ok. Wow, bom nguyên tử kìa. No. Còn nhiều người còn sống. Vào đây, mình đặt cho bạn cái mìn nè. Ok, 2.8 rồi đó, độ khó đã lên dần. Còn hai mấy giây, mình sẽ là người sống sót, không cần phải chiến thắng đâu các bạn ơi. Chúng ta là phải là những người sống sót. We are champion. Ok, để mình hạ bạn này cái.
Hello. Ôi, bơm thúi. Nào chơi bơm thúi kì vậy? Yeah, mình đã sống sót rồi. Ồ, thì ra là đây là những cái game mà chúng ta phải né những cái đoạn mưa. Ồ, một game nữa là mình sẽ lên cấp 2. Ok. Và bây giờ thì nhảy vào đây. Ủa sao mình bắn lại à? Mình phải canh sao mà. Ơ. Ok ok, để mình nhảy lên đây. Ẻo. Không được, không được. Ẻo. Ok ok, nhảy qua đây. Ok, cái này là gì đây? Vô 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 vô, chúng ta sẽ chơi với màn tiếp theo. Chết rồi, mình không còn kỹ năng nào hết giờ. Để mình thử equip coi. À, mình không chọi bơm nữa mà là mình sẽ nhảy cao. Ok ok, để mình thay. À, mình không thay được. Kỹ năng, có rất là nhiều kỹ năng. Nhưng mà hiện tại thì theo mình thấy là mình có bao nhiêu game. Mình có ồ, cái này là nâng cái gì cho bản thân nè. Ôi ôi, tốn tiền quá, tốn tiền quá. Bây giờ thì mình có game gì không? Ok, cái này khá dễ hơn màn trước. À, quên, mình đặt bơm mà no. Lỡ chơi nhảy cao rồi. Wow, quả bơm nó hút người lại. Nó hút người lại rồi các bạn. Ơi, tao mất 40 giọt rồi, chạy. No. No. Ôi, nhiều quả bơm nó kinh dị quá các bạn ơi. Ôi, nhảy cao lên. Quả này quả gì đây? Nó hút mình lại thì phải. Nó làm mình bị gãy xương. Gãy xương, gãy sọ, xương sậu các kiểu. Mình hiểu rồi, không thể tin được bất cứ thằng nào ngoại trừ cái đồng tiền. Trời ơi, các bạn thấy quả tên là tê kìa. No. Ok, để mình thử đổi skill để lấy bơm nữa rồi. Oh, mình không thể đổi trong khi mà đang chơi game. Ok, thằng kia nó chết rồi kìa. Trời ơi, con nó quơ kìa. Ê, mày vỗ mông hả, vỗ mông tao đi. Đảo quá mày ơi. Vỗ mông tao đi. Trời ơi, nó gãy đít cho mình kìa. Ê, ôi, bye bye, chạy thôi. Ở đây có thêm quả bơm nữa. Mình không chết là mình không chết. Còn bao nhiêu người, còn bao nhiêu người còn sống. Mình còn 60 giọt à. Cố lên. Ồ, một đám dưới đây luôn. Một thằng kia sắp chết rồi, đẩy quả bơm xuống cho nó chết luôn. Ủa sao quả bơm này. Trời ơi, có đạn dí luôn. Ghê vậy ba. Còn mười mấy giây à. No, 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 no. Quả bơm kia hút người lại chắc luôn. Nè, nè, chuẩn bị nè. Nó tích đủ à. Nó tích đủ à, cái gì ra. Mấy cái tình tuế, mấy tình tuế là nó hút người lại nè. 5, 4, 3, 2, 1. Chúng ta lại win thêm một trận rồi. Ồ, mình được nhân đôi cái gì vậy? Mình được 97 credit. Ủa, chưa lên nữa. Sao bà chùm. À, vậy là mình sẽ luyện kỹ năng. Rồi, mình luyện bơm đi. Ok, chúng ta sẽ luyện bơm. Thì bên cạnh đó là bây giờ mình có skill nè. Đi shop, vô shop, mua kỹ năng 200 mấy. Moving, upsy, defend. Chắc mình mua cái quả bơm quá. Ok, skill. Wow, mình được skill lửa. Mình sẽ chơi thử skill lửa. Skill lửa. Ok, quả cầu lửa. Đi nào. Đang xây dựng map, đang xây dựng map. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm cái map này nó như thế nào. Ok, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Để mình chơi thử quả cầu lửa coi. Quả cầu lửa. Trưởng, trưởng quả cầu lửa. Ủa, cái này là gì vậy? Wow, quả cầu lửa. Hơi bị mạnh á, để mình thử coi. Ồ, mình không bị mất máu. Mình là người tạo ra quả cầu nên mình không bị mất máu. Ê. Đó, tụi nó đặt mìn, đặt bơm, đặt cái kiểu à. Ok, mình canh nào đứng yên, mình chọn, mình cho nó một cái quả cầu lửa. Rồi, nó hút kìa. Nó hút lại kìa. Quả cầu lửa nó quăng. Nhảy lên đi quăng. Mày, ồ, rớt xuống không chết ai vậy. Ồ, nó đang rớt dần, nó đang rớt dần, rớt nhiều thứ quá.
nó rớt nhiều thứ xuống quá các cậu ơi. Ôi trời ơi, nguyên cái quả gì vậy? Xà lách hả? Ôi mấy cái quả mà mấy cái bơm ngoài hành tinh không à. Ok, yeah, đi thôi. Con nào đứng yên không? Thằng nào đứng yên là mình cho nó ăn quả cầu lửa liền. Quả cầu lửa của Mỹ liền. Ôi nhiều trái bơm ghê luôn. Ok, ok. Đây 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 cậu, cậu ơi đứng yên cậu ơi. Mình có một thứ cho cậu xem nè. Đúng rồi đó cậu. Yeah, PVP bonus. Cảm ơn cậu nha. Cậu đã ra đảo rồi. Rồi ok, bây giờ là tới thằng này. Cậu ơi, nói nghe nè cậu. Cậu ơi, đứng với mình tí cậu ơi. Đúng rồi, đứng đây tí cậu ơi. Trời, cậu chạy đâu vậy? Ở đó nguy hiểm lắm, đi với mình nè. Mình sẽ cho cậu thấy đại dương xanh nè. Ok, còn cậu nào ở đây không? Ồ, mấy cậu đó đang chọi nhau kìa. Cậu ơi, đứng đây nè cậu. Đúng rồi đó cậu. Một thằng, nó sắp chết rồi. Ôi, cảm ơn. Ôi, cảm ơn. Đúng rồi, xây dựng hết qua đây đi, để tôi nhảy qua bên kia. Ôi, chết rồi, mình bị lúng dưới đây rồi. No, oh man. Ok, ôi, nó chơi bức tường điện luôn. Nguy hiểm thế. No, mình bị mất 20 giọt. No, đừng có chích em, đừng có chích em. Em chỉ là một con đốt ghi bé bỏng dễ thương thôi. Ok. Mấy thằng này phải đứng qua bên đây. Nè cậu ơi, mình sẽ cho... cậu. Cậu nghĩ cậu chơi quả tiễn là cậu thắng tôi à? Tôi giết cậu bây giờ đấy. Minty chọi thưởng quá trời tiền luôn. Mua 152. Ủa sao hết tiền rồi? Skill còn 152 đồng à. Ok, quả cầu lửa hơi bị mạnh đấy. Có rất là nhiều kỹ năng luôn. Từ từ, để mình xem, để mình ra xem. Shop, skill, đây. Đây là những cái mà chúng ta có thể mua thêm. Cái này là mấy cái mà di chuyển nó giúp mình. Mấy cái là có 3 loại chiêu thức. Một loại là phòng thủ, một loại là dùng để tấn công. Và một loại là dùng để di chuyển. Thì nãy mình chọn cái tấn công là mình được cục lửa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ thêm 270 ra để chúng ta mua thêm cái tấn công đi. Có một bạn đứng yên nè. Cho bạn này ăn quả cầu lửa liền. Đúng rồi, đó, mất nhiều máu vào. Úi giời ơi. Trời ơi, một quả cầu lửa hơi bị lâu quá hồi chiêu. Mình phải nâng cấp quả cầu lửa lên để chọi hoài luôn. Ha ha. Ê các cậu ơi, mình nói cho các cậu nghe điều này nè. Các cậu có thích ăn bị hâm nóng không? Để mình giúp các cậu bị hâm nóng nha. Các cậu chỉ cần đứng yên như vậy nè. Đúng rồi. Rồi mình sẽ tặng cho các cậu một cái quả gọi là bò viên nóng. À, cái vụ gì vậy má? Trời ơi, mất hết 25 giọt của con. Ôi trời ơi, bà nổi tía nó. Ôi, nó chơi nhảy cao gần kia. Ok. À, thằng này đang đứng yên. Tao thấy mày rất là thú vị. Ok. Ok, mình sẽ đứng ở đâu đây? Đứng ở đâu đây? Ơi, xin chào chàng trai trẻ. Mình thấy bạn thật là thú vị. Chết rồi, mình bị té đây rồi. Hồi xuống luôn chứ sao giờ. À, nó rung động bầu trời kìa. No. Thôi, đi lên. Đi lên. Trước khi đi lên thì có một bạn gamer gì ở đây nè. Lên. Trời ơi, cái thằng này. Tao cho mày ăn quả cầu bây giờ. Mày giận mắt hả mày? Ok, lên đây. Ha ha. Rồi, ôi, này núp trong nhà kìa. Tao thích mấy thằng núp trong nhà lắm. Trời ơi, núp trong nhà nó quăng cho có quả lựu đạn. Ôi, nó đốt nhà luôn cái quả lựu đạn. Ok, đứng yên đi. Cậu ơi, đứng yên đi cậu ơi. Mấy cậu ơi. Ở đó có quả mìn kìa. Mày hả mày, nhảy nhót lung tung. Tao là doggy mày. Ok, mình đang đứng ở đỉnh của tháp Eiffel. Hai tụi nó đang giết nhau kìa. Hai tụi nó bị điện giật kìa. Đúng rồi, còn thằng. Còn thằng, mình sẽ giết luôn này. Ok. Ý dạ. Yeah, nó tự hại nó rồi. Ha ha. Lê. Chỉ còn 3 giây.
2 1 Thình 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 thình. Ok, chúng ta có một lượng tiền kha khá là ngon đấy. Ok, lên cấp 2. Chúng ta sẽ chơi thêm một trận cuối nha các bạn. Thì lên cấp 2 rồi mình nghĩ là cái này chỉ là sử dụng để nâng. Ok, chúng ta sẽ mua thêm một chiêu. Coi coi được cái gì đây. Ném bom. Food bom. Mình có thể ném được bom nhưng mà mình sẽ không sử dụng trái bom. Thôi sử dụng trái bom đi. Quả cầu lửa để qua một bên. Chúng ta sẽ sử dụng trái bom này coi coi nó là nó làm được gì. Ok, ơi cái gì vậy ba? Tao nhảy qua bên đi mà. Chúng ta sẽ đi tham quan ở đây rồi coi nó có cái gì không đó hả? Thực ra là không có cái gì hết. Bắn. Pew. Ok, đây là trận cuối cùng và hy vọng là chúng ta vẫn còn có thể thắng được. Ồ, ở đây là một cái nhà tù à. Đúng rồi, ghiếp. Nè nè, đứng yên nè. Nè. Đứng yên nè. Đúng rồi, suốt nhau đi. Đúng rồi, trái banh cùi quá à. Trái banh phải đợi tí nó mới nổ. Hiểu rồi. Mình sẽ đưa trái banh của mình đi. Mình thấy quả cầu lửa giết người là tốt nhất. Ok. Để mình xuất trái banh của mình ra. Ok, đá banh nào các cậu ơi. Cái gì vậy, chưa có gì hết. Ôi nó chuẩn bị nổ, nó chuẩn bị nổ. Ây dạ. Ây dạ, lại thiệt là hư hỏng quá đi. Ok, để mình nhảy lên chữ grip. Ok, mình sẽ đứng đây mình xuất banh xuống. Đúng rồi, các cậu ơi, hãy tận hưởng quả banh rất là đáng yêu nào. Đúng rồi, nổ đi. Boom. Ok. Này là 2.35, nó sẽ độ khó của nó khó hơn một tí. À. Thôi, nhảy qua bên đây. Ok. Mình sẽ nhảy qua bên kia. Nhảy qua đây. Nhảy lên đây và nhảy lên đây. Ok. Mày lên đây tao chọi bom chết mày bây giờ. Ô mình vậy là mình lấy quả cầu lửa là nó hay nhất rồi. Quả cầu lửa nó ném bom là tuyệt vời nhất rồi các bạn ơi. Và mỗi game chúng ta chỉ được mang một phép bổ trợ vô thôi. Chúng ta không được mang phép bổ trợ nhiều. Ok. Hello. Xin chào anh bạn trẻ. Cậu có muốn ăn thử trái bơm này không? Có quả bơm âm thanh luôn. Ghê vậy, nó giật. Nó dầm dụi, nó đập mình. Ok. Ơi, tôi thấy càng ngày nó càng rung rồi đó. Ơi, mình nghĩ là mình sẽ đá qua bên kia. Đúng rồi, ồ, nó không qua tới. Thôi kệ đi, ồ, ở đây nó bắt đầu bị rung rồi. À, mình bị mất 5 giọt. Nó, thằng nào vậy? Thằng nào mà chịu duyên quá vậy? À, thằng nào chơi tao? Thằng quý. Ôi, ở đây có quả bom gì kìa. Ơi, quả bom xỉn. Ôi, làm choáng mình kìa. Đá nè. Ôi, nhiều quả bom thế. Ôi bạch vàng tiền, tôi cứ là cần tiền. Ôi đó rồi. Tôi đã bị đè chết rồi các cậu ơi. No, tôi bị giật giống như là con bà hai bán dây chai. Yeah, mình đã win. Ok, thì chúng ta cuối cùng cũng đã chiến thắng hết 5 trận. Mình chơi hết 5 trận. Ok, thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn nút để đăng ký để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.